xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha các bạn. Bữa nay mình tiếp tục đi bẫy cua lửa lại cái săn bữa trước các bạn ơi. Cái săn mình quýnh được 100 mấy các bạn. Bữa nay mình vô sớm mình làm cái săn lại cũng ngon lắm rồi. Tối mình quay cũng không được, không có quay cái săn cho các bạn xem nha. Vừa làm xong các bạn ơi. Chừng nào gớp mình quay cho các bạn xem nha. Ok.
Bạn ơi, hai mấy con rồi bạn ơi, nhát quá, nhát bị cù rồi, nhát quá bạn. Bạn ơi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 con rồi bạn ơi, 27 con nha các bạn. Để mình gỡ nha các bạn, giờ mình tắt máy mình gỡ thôi, 27 con rồi. Sáng xuống 4-50 không quýnh bạn ơi. Giờ nắng, giờ nắng còn 27-28 con gì vậy các bạn, thấy không? 27-28 con nè các bạn ơi. 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 con hả bạn ơi. 27 con nha các bạn. Xuống chậm quá. Đây các bạn ơi, thành quả của anh em mình đây. 26, 27 con vậy nha các bạn. Đó. Đỏ chét nha các bạn ơi. Đỏ nhiều quá bởi khôn các bạn ơi. Khôn quá khôn. Sáng gớt 40 không quýnh rồi bây giờ lên hết quýnh có hai mấy con nha các bạn. Lấy tiền xăng về, đường xá xa xôi quá bạn ơi. Cũng xin kết thúc clip đây luôn các bạn ơi. Nếu clip mình có hay các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Đăng ký không có tốn tiền đâu các bạn ơi. Bye bye.